Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liệt vị, vì dịch bệnh coronavirus nên Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 của Chùa Diệu Pháp không thể tổ chức với sự tham dự đông đảo của quần chúng mọi giới như mọi năm. Tuy nhiên, để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, Đại lễ Phật Đản của Chùa Diệu Pháp sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ và truyền hình qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Kính mời chư liệt vị tham dự Đại lễ Phật Đản của Chùa Diệu Pháp trên đài truyền hình IBC qua các băng tần 14.7 và 18.12 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 toàn quốc Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên toàn thế giới qua trang nhà ibctv.us và livestream trên các phương tiện truyền thông xã hội YouTube, Facebook vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020. Kính mời chư liệt vị ở nhà cùng tham dự Đại lễ Phật Đản qua truyền hình và hợp nhất năng lượng thanh tịnh hướng về Đức Phật để thành tâm cử hành Đại lễ Phật Đản. Kính chúc quý vị một mùa Phật Đản vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm.